toàn. Nam Mô Bích Tha Giá, con xin phép được đọc chánh kinh trước khi con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay ạ. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên, bốn La Mã phẩm quần tiên, bài năm hiềm trách thiên. Một, một thời Thế Tôn ở Sawatthi, Xá vệ Chetavana thắng lâm tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Hai, rồi rất nhiều quần tiên Uccha Nasanna hiềm trách thiên, sau khi đêm đã gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetavana, đi đến Thế Tôn sau khi đến các vị ấy đứng giữa hư không. Ba, rồi một vị thiên đứng giữa hư không nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Những ai nói mình khác với điều họ thực có, thời mọi vật thọ dụng xem như do trộm cắp, chẳng khác kẻ gian manh dùng lừa đảo trộm cắp. Hãy nói điều có làm, không nói điều không làm, không làm nói có làm, kẻ trí biết rõ họ. Thế Tôn, những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe thôi, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ, khó nhọc thay con đường giúp kẻ trí giải thoát. Nhờ thiền định thiêu cháy mọi trói buộc quần ma, kẻ trí không làm vậy, sau khi biết thấy tình với trí chứng niết bàn, vượt chấp trước ở đời. 4. Rồi các quần tiên ấy đứng xuất cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: đây là tội lỗi của chúng con, bạch Thế Tôn. Chúng con đi đến tội lỗi vì ngu xuẩn, vì mê mờ, vì bất thiện. Chúng con nghĩ chúng con có thể công kích Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con lỗi lầm và lỗi lầm để gìn giữ trong tương lai. 5. Rồi Thế Tôn mỉm cười. 6. Các quần tiên ấy càng tức tối thêm và bay lên hư không. 7. Một vị thiên nói bài kệ này trước mặt Thế Tôn: tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt. Nếu không có tội lỗi, ở đây không lầm lạc, hận thù không thể tiêu. Do gì xem là thiện? Với ai không tội lỗi, với ai không lầm lạc, ai không bị si mê, ai kẻ trí thường niệm. Thế Tôn, Như Lai bậc giác ngộ thương xót mọi hữu tình, nơi Ngài không tội lỗi, nơi Ngài không lầm lạc, Ngài không bị si mê, Ngài chánh trí thường niệm. Ai không chịu chấp nhận tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt, ta không thích hận thù, ta không nhận tội các ông. Nam Mô Bích Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây là hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, nhật bình kính ơn, kính cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Dạ, nhật bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ga Giá. Các kính đảnh lễ chư công đức trưởng lão, cũng chào quý cư nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào cái thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, Namo dhammaya, Namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn,
Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đó bài giảng bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn cô Như Quang đã bót bài, và cảm ơn cô Như Quỳnh đã đọc phần chánh kinh. Thì ở trong đây đó, chúng ta thấy nó có những cái đoạn, là cái đoạn thứ ba là những cái vị chư thiên nói lên những cái điều là có những người đó thì họ nói lên những cái điều mà mình không có làm, nhưng mà họ khoe khoang ra là cái điều đó mình đã làm để gì, để được lợi, được sự tán thán của mọi người. Như vậy á, cái đó là cái điều mà không có chân thật. Thành ra nếu mà những cái lợi lộc á mà nó có khoác sanh á thì giống như là lừa gạt người khác và trộm cắp cái tài sản đó. Còn nếu mà được những cái danh xưng thì cái danh xưng này cũng là giả dối. Đây là những cái điều mà những người này do cái gì, cái sự cống cao ngã mạn rồi tự phụ kiêu căng, những điều mà mình chưa có đạt được thì tự cho là mình đã đạt được, những điều mà mình không có thực hành thì mình tỏ vẻ hay là nói lên là những cái điều đó mà mình thực hành để mưu lợi, thì như vậy là cái đời sống không có đúng, không có đúng theo cái sự chân thật. Thì rồi Đức Thế Tôn mới nói là những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ. Thì bị gì sao? Những cái người này đó coi như là dễ vui, chảnh mãn, lười biếng, không có thực hành. Nhưng mà những cái người này là khi nói với những người khác thì khoe khoang là mình đạt được cái này cái khác. Cho nên đó, là những cái người này đó thì không có giải thoát được. Tại vì sao? Tại vì những cái phiền não nó bủa vây. Do đó mà những cái phiền não này nó là cái sự trói buộc, trói buộc của ma dương. Cái người mà có sự hiểu biết, có người, cái người mà có sự nỗ lực tu tập thì sẽ nói những điều mà mình hành và hành những điều mình nói, thì những người đó sẽ thoát khỏi được tất cả những cái phiền não và sẽ đạt đến sự giải thoát niết bàn. Thì cái đoạn thứ bảy thì cái vị chư thiên nói lên bài kệ: ai không chịu chấp nhận tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt. Thì ở đây đó thì có những người gọi là chấp thủ, người ta luôn luôn người ta nhìn ra bên ngoài, người ta thấy cái lỗi của người khác nhưng mà không có
chấp nhận cái vấn đề mà quay quay ngược lại, nhìn nhìn lại, nhìn lại chính mình, à cái lỗi của mình thì mình không có chấp nhận, mình không thấy, à, nhưng mà nhìn vào cái lỗi của người khác, à, thành ra đó những người mà có cái tâm á, cái tâm mà chấp thủ như vậy đó thì sao, họ luôn luôn họ sống trong cái à sân hận, à rồi hiềm hận với những người xung quanh, à thì à, tục ngữ Việt Nam mình thì người ta nói sao, à thương nhau thì cao sáu bổ ba, mà ghét nhau thì cao sáu bổ ba làm bổ ra là mười. À khi mà họ thân thích à với một người nào đó, à thì họ tâm bốc cái người đó, à ca ngợi người đó thế này thế khác. Nhưng mà khi mà có những người nào mà họ không có vừa lòng, à thì những cái lỗi lầm dù cho nó nhỏ nhen thì họ cũng xét, à làm cho nó to tát. À, rồi những người mà hơn họ, à thì bắt đầu là họ à, ganh ghét đố kỵ, rồi không à là ganh ăn tức ở, à bất cứ khi nào mà thấy người khác có một cái gì đó mà nổi trội hơn, à người này giỏi hơn, à người này có tài hơn, à người này à, được lợi lộc nhiều hơn, à người này được à, nhiều người tán thán hơn, à là những cái người đó họ đem cái tâm á, à ganh ghét, à hiềm hận, à rồi dùng những cái phương cách, những cái lời nói để mà à, bôi nhọ nói xấu, à những cái điều này là điều không có thật, à nhưng mà vì cái tâm mà ganh tị, à hiềm hận cho nên là nói xấu người khác. À, nhưng mà đó cái đó là cái lỗi lầm, à nhưng mà cái người, những cái người đó họ không chịu cái đó là cái tội, à cho nên đó là vì cái sự chấp thủ, à những cái tội lỗi thì họ cho là không có tội lỗi, à những cái đúng pháp thì cho là phi pháp, những cái phi pháp thì cho là đúng pháp, à cho nên đó, là những cái người này đó, họ thủ vào cái mạng cái quán thủ đó, càng ngày chậm, à cho nên những người đó là gì? Những người si mê, à si mê thiếu sự chân, sự trí tuệ, à còn cái người mà tu tập thì lỗi lầm, biết cái lỗi lầm sẽ à, cái danh từ thông thường là sám hối, à, à hay là phát lộ, à, thường thường là à, chư tăng trong à, trong một tháng à, có hai kỳ, tức là trong một tháng đó là nửa tháng đó, à tức là à, gọi là à, thượng tuần, à tức là từ ngày mùng một cho đến ngày rằm, à gọi là thượng tuần, à, hay là cái lịch của à, Ấn Độ, của Thái Lan, à, Miến Điện họ là gọi là ngày cái tháng trăng sáng, còn từ ngày 16 đến ngày 29 30 là cái tháng trăng tối, à thì à,
Những ngày đó là cái ngày mà cái ngày rằm, ngày 29 30 là chư tăng làm lễ phát lộ, tức là sám hối những có thể sửa đổi trong cái đời sống cho được tốt đẹp đó. Cho nên á, là thì quý vị cũng có học mà những cái câu pháp cú mà là Đức Phật dạy, hận thù diệt hận thù đời này không có được, tình thương diệt hận thù là định lực ngàn thu đó. Thành ra đó chúng ta phải thực hành để xả bỏ, không có nên mà chấp thủ bảo thủ vào những cái lỗi lầm của mình, bao che che đậy để mình thấy được cái nào là lỗi lầm để mình sửa đổi. Thì như vậy đó, thì cái sự tu tập, cái đời sống của chúng ta mỗi ngày một tiến bộ hơn. Cho nên là Đức Phật mới nói là Như Lai bậc giác ngộ thương xót mọi hữu tình, nơi Ngài không tội lỗi, nơi Ngài không lầm lạc, Ngài không bị si mê, Ngài chánh trí thường niệm. Chọn này đó là nói lên về cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, là Ngài đã diệt từ tất cả những cái phiền não, đã đào bứng tận gốc rễ, cho nên Ngài đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác, luôn luôn là có cái trí tuệ, cái niệm thường xuyên hiện khởi. Trong tập ai không chịu chấp nhận tội lỗi mới được phát lộ nỗi quan hệ thận đàn thích thật ta số thiên là hiểu biết có thì quý vị. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ còn nghe. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong đời sống, trong xã hội thì chúng ta thấy có nhiều người cái tâm đố kỵ, họ không có được những cái đó, nhưng mà họ muốn đạt được, cho nên là họ có nhiều khi họ khoe khoang, họ nói những cái điều đó thực sự là họ không có nhưng mà họ nói là có. Rồi những người khác mà đạt được thì họ lại là dùng cái lời xúc xỉm, chê trách thế này thế khác, bởi vì cái gì? Bởi vì cái tâm ganh ghét đố kỵ, nó là cái gì? Nó là cái sở hữu tập. Những chúng sanh này đó là thường hay ganh ghét với những người khác, do cái gì? Do cái ngã mạn, là có sự so sánh, tự cao kiêu căng, cho rằng mình hay hơn, mình giỏi hơn. Thì những cái người này đó, do cái tâm này đó, họ không bao giờ họ
họ thấy được cái lỗi lầm của chính à, mà họ nhìn ra bên ngoài, họ tìm lỗi người này người khác à, à tại tại người này tại người kia à, tại nó chứ không phải tại tôi à, thế này thế khác, để gì? Để bao che cái lỗi của mình à. Thành ra đó Đức Phật cũng có nói à, trong những cái câu pháp cú kinh đó, thì sẽ nhớ à, lỗi người thì dễ thấy lắm thay à, luôn luôn là họ dòm ngó ra bên ngoài, họ nhìn cái lỗi của người, mà vì cái tâm đố kỵ à, thành ra đó họ nhìn thấy là người ta lỗi không à, à nhưng mà cái lỗi của họ đó thì họ che đậy, họ giấu kín à, không bao giờ họ có lỗi hết. À khi mà người ta nói thì nói đâu có đâu, tôi đâu có lỗi gì đâu à, à. Rồi á, lỗi người á thì bàn sáu tính ba à. À cái pháp à bàn chúng ta cảm thấy nè thấy để thấy cái tư tưởng à ganh tị đố kỵ bỏng sẻn, cho nên đó là những cái phiền não ở trong nội tâm à, của chúng ta à, nó càng ngày nó càng phát triển. À, thì khi mà chúng ta sống có sự hiểu biết, có trí tuệ à, thì chúng ta sẽ thực hành à, để sửa đổi à, những cái thói hư tật xấu đó à, cho nên đó là sao à, chúng ta phải thấy được những cái nào là cái tốt đẹp của chính mình. Rồi mình phải hiểu biết được mình còn những cái khuyết điểm nào à, những cái nào mà mình chưa làm được à, để mình sửa đổi à, cho nên á là mình phải thực hành cái gọi là cái hạnh trí tuệ hiểu biết à, với chính mình à, với chính mình trước, mình phải quay lại mình nhìn mình trước, mình đừng nhìn ra ngoài. À, mình đừng chê à, người này người khác à, ông này bà kia à, người nọ như thế này thế kia thế nọ, mà mình phải quay lại mình xem xét à, chính mình à, cái nào là mình làm được, cái nào mình chưa làm được, cái nào là cái tốt, cái nào là cái xấu của bản thân mình nè, để mình tìm cách mình sửa đổi à, dần dần thì mình sẽ tốt đẹp hơn à. Còn mình nhìn ra bên ngoài á à, nó không có lợi ích gì hết à, đi thêm những cái quan trái, những cái phiền não à, với cái tâm mà họ ganh tị à, bỏng sẻn, thì những người này không có làm gì được à. Tại vì sao? Tối ngày mình cứ lăng xăng mình lo ngó bên ngoài không à, à mình nói người này mình nói người kia mà không có tự phản tỉnh mình xem xét lại chính mình à, cho nên là sao, khi mà mình nói thì sao, mình tạo cái quan trái, tạo cái khẩu nghiệp à, cái khẩu nghiệp không có được tốt đẹp à. Ví dụ cái người này á à, có cái tâm ganh tị à, ai người họ cũng chê đó. Ai cũng chê người này người kia nọ,
thường nói sao? Hạ một vô nhân, cái người này tâm ngã mạn thì hơn đó, rồi sáng sáng ngã mạn cống cao à, đó. Thành ra đó, thường thường ta nói gì à, thùng rỗng thì kêu to à, cho nên á là những người họ chưa đạt được cái gì hết á, nhưng mà họ hay khoe khoang à, phô trương hình thức thế này thế khác à, để lừa gạt người khác à. Còn cái người mà thật sự khi mà người ta chứng đạt, người ta có sự đạt được á, thì người ta rất là khiêm tốn à, không có bao giờ mà khoe khoang với ai à. Thành ra đó ta nói xong à, cái những cái khi chỗ nào mà nước sâu thì nó rất là yên lặng à, nó rất là lặng à, những cái bông lúa đó mà nó nhiều cái hạt đó thì sao, cái bông nó quặn à. Thành ra đấy, cái người mà có trí tuệ, có sự hiểu biết thì người ta sẽ sống khiêm tốn à, chính nhờ cái sự khiêm tốn này đó, người ta sẽ học được nhiều cái hay ở người khác à. Còn cái người mà tự cao tự phụ á, thì cái người này á, là không học được gì hết à. Cho nên á, là trong đời sống à, chúng ta phải có cái sự chuyển hóa cái nội tâm của mình. Mình biết những cái nào mình làm chưa được à, mình phải cố gắng mình sửa đổi. Những cái nào mà à, nó chưa đúng thì mình sẽ sửa đổi cho nó đúng theo à, cái con đường chân chánh à. Những cái lỗi lầm, thói hư tật xấu thì chúng ta cần phải sửa đổi à. Cái vấn đề mà mình làm được à, à, mình giữ giới tốt đẹp à, mình thực hành được tốt đẹp à, mình đạt được kinh nghiệm này, kinh nghiệm khác, thì những cái điều đó mình không cần phải khoe khoang à. Mình có giữ giới tốt đẹp hay không à, mình có đạt được à, những cái pháp thế này thế khác à, thì qua cái sự tiếp xúc, qua sự thực hành à, mọi người sẽ nhận xét à, người ta biết. Chứ còn mình đừng à, dạ, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, cảm ơn. Dạ, âu sư thử rời room, sư trở lại với sư. Nãy giờ con nghe chập chờn, con không biết tại bên con hoặc tại bên sư, con không dám nhúc nhích. Sư thử lại với sư. Dạ, nam mô bạch tha. Dạ.
thầy nó một mà giá Mong tha giá. Dạ con thỉnh sư rời rum đi bà sư. Sư rời rum rồi sư trở lại coi đường nét nó có ổn không bà sư. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Kim Nhung nghe không Kim Nhung? Kim Nhung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ sư rời rum. Dạ cảm ơn minh bài. Dạ sư rời rum đi bà sư. Sư rời rum rồi sư trở lại ạ. Dạ quý vị quan hỷ chào trong giây lát. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ quý vị quan hỷ chào sư trong giây lát. Nãy giờ Nhật Quỳnh nghe âm thanh sư rất là chập chờn, mà không biết tại bên mình hay tại bên sư, thành ra không dám nhúc nhích. Dạ cũng đường nét mình cũng không ổn lắm đâu, cũng té lên rất xuống đùng đùng. Dạ con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con kính dâng bích đến sư ạ. À. Đào tràng quan hỷ cho trong giây lát sư vào, sư chưa kịp cầm mic là sư lại trở ra rồi. Nam mô Bổn Sư. Dạ cảm ơn, dạ, cảm ơn có tín hiệu trở lại rồi ha. Dạ. Mấy lúc này quý vị cũng quan hỷ thông cảm cái đường truyền sao mà nó cứ trục trặc. Nó rớt lên rớt xuống hoài. Thành ra cũng mong là trong đạo tràng quan hỷ. Thì trong cái pháp mà gọi là hành xả đó, hành xả ba la mật đó, thì chúng ta đó phải thực hành thực hành cái hạnh đó là hành xả với tất cả những người xung quanh. Chúng ta phải quay lại, chúng ta nhìn để thấy được cái lỗi lầm của mình khi mà còn phàm nhân á. Còn phàm nhân thì không ai mà tránh khỏi cái sự lỗi lầm cho nên á là mình biết mình phải quay lại chính mình. Thành ra đó trong một bài pháp á, thì ngài hòa thượng á, ngài hòa thượng ngài nói sao chứ mình á, trước khi mà mình phê phán người khác thì mình phải phải quay lại mình xem mình trước. Ngài nói sao? Tại vì khi mà còn phiền não á thì cái tâm mình á nó cũng còn bày hay lắm, nó cũng bận nhơ. Ngài nói cũng giống như cái nồi cắm heo vậy đó, nó cũng đầy rẫy cái phiền não đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà sao mình che lại, mình lấy cái đầu mình đẩy lại rồi rồi á mình nhìn ra ngoài
nhìn ra ngoài mình phê phán người này dày người kia nọ, à, người này bận áo rách, người kia bận quần giá này đó, mình thấy cái lỗi người ta không à? À, mà mình không có thấy được cái lỗi lầm của mình. À, còn phàm nhân thì ai cũng còn tham, cũng còn sân, à, cũng còn si đó. Cho nên á, là mình phải quay lại mình sửa sửa chính mình trước. À, đó. Cho nên á, là chúng ta phải thấy được cái tốt, cái hay của người khác. Thì sư nhớ sư có đọc một cái câu chuyện, à, nói về cái người mà tìm ra được cái tầng thế giới là trong Mỹ đó, là gọi là ông Columbus hay gì đó. Thì sau khi mà ông ta tìm ra được cái trong Mỹ rồi về đó, thì mới tổ chức một cái bữa tiệc, những cái người mà thân bạn bè đó tổ chức một cái bữa tiệc để mà chúc mừng ông. Thì trong cái bữa tiệc đó có một người, à, có một người á, thì cái người này mới nói chứ, ôi trời, cái chuyện mà tìm ra được cái vùng đất mới, cái chuyện đó là chuyện bình thường, à, ổng không tìm ra được thì mai mốt cũng có người khác tìm được à. À, cho nên là ông Columbus ổng không có nói gì hết, ổng cười. Thì ổng mới lấy ra một cái quả trứng, ổng mới nói đố mọi người trong cái buổi tiệc hôm đó đó, làm sao mà dựng đứng được cái quả trứng. À, thì quý vị biết rằng cái quả trứng thì nó tròn, à, mà bây giờ mà muốn làm sao mà dựng đứng được cái quả trứng thì người này người kia người nọ cứ suy nghĩ hoài, không có biết cách làm sao mà dựng cái quả trứng hết á. À, cho nên mới đưa cái quả trứng cho cái người mà nói cái chuyện mà tìm ra mà cái miền đất mới á. À, ông này không tìm được thì người khác cũng tìm được à. À, rồi ông này cũng, cái người này cũng lay quay hoài mà không biết cách làm sao để mà dựng đứng được cái quả trứng. Thì cuối cùng ai làm được hết thì ông Columbus ông ấy lấy cái quả trứng lại, ông cầm, ông lấy cái muỗng, ông gõ nhẹ cho cái đầu của cái quả trứng á, cái đầu mà nó to to đó chứ không phải cái đầu nhọn, à, gõ cái đầu to to mớp một chút xíu, à, mớp một chút thôi. Thì ông đề thì dựng cái quả trứng được.
Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư, cho con một tín hiệu à. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ thường tọa pháp thanh có nghe được âm thanh của con không? Dạ con tri ân sư, sư cầm mic trở lại. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ ngài Trí Đức nói là muốn không bây giờ sư sư dùng laptop hay là sư dùng iPad là sư. Trí Đức muốn nói là ngài ngài mang ốp và sư mang ốp để cho nó vững hơn. Mà nếu mà sư dùng iPad thì Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thấy rồi ngài Trí Đức à, ngài Trí Đức cũng không nghe được âm thanh con luôn hả trời. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Ngài Trí Đức cũng không nghe được rồi, có lẽ ở Việt Nam có vấn đề rồi. Dạ Kim Nhung nghe được nè. Dạ vậy mà ngài không nghe được con ngài xong ngay luôn. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn nhiều. Dạ con thấy thường tọa pháp thanh trở lại rồi à, con kính dâng quý đến sư. Dạ cảm ơn huynh. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sằng Khà giá. Dạ bây giờ nghe rõ hả? Thiệt là khổ ghê.
Rồi, đường truyền bây giờ sao mà nó bệnh nặng dữ lắm rồi. Nó cũng bị bệnh dữ lắm rồi. Thành ra quý vị cũng hoan hỷ thông cảm. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó là chúng ta phải thấy được cái điều tốt đẹp của người khác để mà mình sửa đổi, bổ sung cho bản thân mình. Thành ra đó, khi mà người khác người ta nói ông Khổng Tử á, là tại sao mà ông giỏi quá, ông dạy dỗ những cái người đệ tử của ông rất là giỏi, thì ông ta nói sao không? Tôi không có giỏi, nhưng mà tôi biết những cái người đệ tử của tôi, cái người này á giỏi về cái khía cạnh này, tôi lấy cái điều giỏi, điều hay của người này tôi bổ khuyết cho người khác. Từ từ đó thì những cái người này sẽ có cái sự tiến bộ. Cho nên á là chúng ta phải thực hành, mình biết được cái tài năng của mình giỏi về cái lĩnh vực nào, mình biết mình khiếm khuyết về cái mình, cái lĩnh vực nào, ở khía cạnh nào, cái tài năng nào, thì mình sẽ học người khác. Đánh đá đưa tôi lại tự phản tỉnh, xem xét thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình có được tốt đẹp chưa, và chúng ta nên thực hành cái tâm hành xả, sửa đổi, chuyển hóa những cái điều tốt đẹp. Mình nhìn thấy những cái lỗi lầm của mình, mình sám hối và mình bày tỏ ra, mình phát lộ để cho thấy được những cái lỗi lầm đó để mình sẽ sửa đổi. Từ đó về sau thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tránh những cái lỗi lầm đó. Cho nên á là ở trong thế gian thì chúng ta thấy luôn luôn có những người với cái tâm phiền não, hiềm hận, thì giống như hai cái nhóm chư thiên. Một nhóm thì chấp thủ hiềm hận, còn một nhóm thì nhờ có sự thấy những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của mình, rồi phát lộ sám hối với Đức Phật. Từ đó thì những cái người này đó sẽ được tốt đẹp hơn, cuộc sự tu tập, đời sống sẽ được nhiều tiến. Chào quý vị, cùng chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Cũng mong chư thiên quan hỷ, với mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau bệnh tật, tất cả đều được an vui tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ xin mời đạo tràng ạ.
giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Rất là tiếc là chúng con nghe chập chà chập chờn, nghe không được rõ ràng. Dạ, bây giờ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, con thấy ai cũng chạy ra chạy vào, bản thân con cũng y như chàng như vậy luôn. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, dạ con và sư nghỉ ngơi chút xíu đi sư. Dạ, sư nghỉ ngơi chút, khi dùng nước sư nghỉ một chút đi. Chắc chúng con thỉnh sư giảng tiếp thêm một chút nữa quá. Tại vì chúng con nghe không có được rõ ràng lắm, nên không có được mạch lạc lắm. Nhà, nhà con thay mặt đạo tràng con thỉnh sư nghỉ một chút. Nghĩ là sư chạy ra chạy vào, sư rất là mệt. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quỳnh Bài cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào chị Mát Ta. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tại Duyên. Dạ, kính chào. Để Nhật Quỳnh nhìn coi còn có vị nào mới vào không. Dạ. À, dạ không rồi. Dạ, chỉ có rớt ra bước vào thôi chứ còn không có vị nào mới hơn. Dạ, à, Kim Nhung. À, Kim Nhung có nghe được lời của sư giảng không? Có thắc mắc chỗ nào không? À, sư đang nói chuyện quả trứng hấp dẫn quá mà sư rớt mất tiêu rồi. Dạ, sư chừng nào sư dùng nước xong sư trở lại máy sư cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ, lúc nãy Thanh Hoàng không nghe. Dạ, quý nào còn nghe như Quỳnh không quý vị? Trời ơi, thiệt khổ thiệt luôn đó nha quý vị. Lúc này mình nghe pháp rất là khổ phải không? Dạ, vậy là kêu Thanh Hoàng chạy ra. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, lúc này phải nói là mình nghe pháp rất là cực, nhưng mà không sao. Tới một lúc còn khổ hơn nữa đó quý vị. Bây giờ mình nghe gì gọi là khổ, nhưng mà còn may mắn còn nghe được, còn nghe được chánh pháp. Đến một lúc nữa thì mình không còn được nghe, mình không còn được nghe chánh pháp. Mà có một vị báo động á, coi chừng mà dịch này rồi người ta sử dụng nhiều quá, có đến một lúc nào đó rồi có thể là mình không có vào bánh thoát được luôn đó, điện thoại mình không nghe được luôn nữa đó. Rồi sự phát thanh chạy ra rồi, nên nó là mình còn nghe được lúc nào ráng quý vị kệ nó, cực cũng ráng nghe 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 rồi rồi mình gom góp nghe lại từ từ thì nó cũng còn được một chút thiện pháp, chứ còn không thì đến một lúc mà đường nát được, bánh thoát không được, rồi điện thoại cũng không xong nữa thì rất là khổ. Dạ, dạ con thấy Thượng tọa Pháp Thanh trở lại đạo tràng rồi. Bây giờ sư có nghe con được rõ ràng chưa bạch sư? Dạ, thì do nghe được rõ ràng chưa thì cho con hỏi. Dạ, sư nghe được rõ thì sư cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng con hỏi, để sư giảng thêm bài pháp ngày hôm nay. Con thấy bài pháp hôm nay rất là hay. Dạ, mà chúng con nghe không có được. Dạ, Thượng tọa Pháp Thanh có nghe được âm thanh con chưa bà sư? Rồi, chắc sư vào mà sư không nghe được rồi. Dạ, một lần nữa chúng con, sư cho con một tín hiệu. Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu bà sư. Thanh Hoàng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh chưa? Dạ, Nhật Quỳnh không biết cái nick này, Nhật Quỳnh sao làm sao mới đúng không biết nữa. Quỳnh đọc được cái chữ quan còn ở sau chữ gì đó, Kim Nhung hay vị nào trong đạo tràng Thanh Thủy đó có giỏi hơn Nhật Quỳnh dịch ra cho Nhật Quỳnh đọc coi, chứ để chào không biết chào sao cho đúng nữa. Dạ, vị nào giỏi dịch ra dùm cho Nhật Quỳnh đi, đọc sao cho đúng, chào sao cho phải lẽ, hoặc là cái nick này cho Nhật Quỳnh biết phải chào sao đi. Cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, bây giờ Thượng tọa Pháp Thanh có nghe được âm thanh con chưa sư? Con là lớn lên vậy sư có nghe không? Dạ, cảm ơn cô tu nữ Đại Duyên. Vậy là sư cũng không nghe được rồi. Dạ, Kim Nhung có thể gõ lên vài chữ coi sư có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Kim Nhung?
Cô tu nữ tệ duyên, dạ vị nào giúp Kim Nhật Quỳnh coi, sư có nghe được không? À, như vậy không biết làm sao. Sư không nghe được thì làm sao mà hỏi? Làm sao mà sư cầm mic để cho mình nghe quý vị? Dạ, sao tôi còn thấy rồi. Dạ, thấy tín hiệu sư. Dạ, bà sư, hồi nãy đó, Kim Nhung á, thì nói á là, sư kể lại cái chỗ mà, cái ông mà đố đó sư, ông đập cái trứng. Thì sư nói đọc cái trứng xong là sư cứ không, tụi con không nghe được cái đoạn đó là câu của Kim Nhung. Để không có mất thời gian á, thầy sư cho con hỏi đó là con đọc bài đó, con thấy cái chỗ này con khó hiểu quá. Rồi rất nhiều quần tiên út cha ná sanh na hiềm trách thiên. Dạ con không có hiểu cái chữ hiềm trách này. Hiềm trách thiên là cái tên một của một một dùng một chỗ cõi nào đó hoặc một của vị thiên nào đó, phải không sư? Là cái tên hiềm trách, phải không? Mới đầu thì con đọc thì con tưởng là hiềm trách là trách móc Đức Phật, nhưng mà bây giờ con đọc lại thì con thấy không, hình hình như là như vậy. Và con cũng thỉnh sư chỉ dạy mà cho tụi con. Một đứa thì nghe tới cái chỗ đọc trứng, còn riêng bản thân con thì con thắc mắc ở chỗ hiềm trách thiên. Và con kính dân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, quý vị nghe rõ rồi ha. À, xin đạo tràng cũng hoan hỷ thông cảm ha. Thì em trách thiên đây đó, thì cái nhóm chư thiên, một nhóm thì người ta có cái sự hiểu biết, còn một nhóm này á thì họ cho rằng là Đức Phật cũng đâu có gì hơn họ, Đức Phật cũng đâu có cái gì đâu mà đáng cung kính, cho nên là những cái người mà những cái vị chư thiên á, khi mà họ biết như vậy á là họ phạm vào cái sự bất kính đối với Đức Phật, họ xin sám hối. Còn một cái nhóm này đó là vì họ chấp thủ tâm cống cao ngã mạn, cho nên là họ đâu có chịu sám hối, thấy không? Thành ra đó, cái điều mà chúng ta thấy cái nào là lỗi lầm để mình sám hối, mình phát lộ, mình bày tỏ ra, thì mình sẽ sửa đổi được từ đó về sau, mình không còn phạm nữa. Còn nếu mà mình chấp thủ mà mình không biết cái đó là lỗi, hay là mình bao che, mình che đậy những cái lỗi lầm đó, thì mình sẽ không sửa đổi được. Còn về cái trứng á, thì cái này tại vì quý vị làm hoài mà quý vị không để ý, chứ có gì đâu. Cái ông Columbus đó, ổng đố nhưng mà không ai dựng đứng được hết á. Thì cái quả trứng thì nó có một cái đầu á, một cái đầu hơi to, còn một cái đầu nhọn. Thì mình chỉ cần mình lấy cái muỗng thì đó, mình gõ nhẹ cho nó mớp ở trên cái đầu mà to đó, thì mình sẽ dựng đứng được thôi. Vậy nó rất là dễ. Nhưng mà những cái người mà người ta có trí, người ta sẽ hiểu biết, người ta làm được. Còn cái người mà cái tâm mà đố kỵ, cống cao ngã mạn, tâm phiền não, mà khi phiền não phát sanh thì làm sao có trí tuệ. Cái chuyện mà nhỏ nhất cũng không thể thấy được, không thể làm được. Nhưng mà những cái người này thì lời lẽ của họ là đau to búa lớn, một tấc là tới trời không à. Nhưng mà người này đó, thật sự ra không làm được gì hết, không kệ nó, mình làm nhỏ nhỏ, mình có 5 đồng 3 đồng bố thí mình làm được.
Còn người ta thấy mình bố thí 5 đồng, 3 đồng đó, có 5, 3 đồng cũng phải đặt bố thí. À, tôi mà tới chừng mà tôi bố thí là tiền triệu, tiền triệu. À, nhưng mà suốt cuộc đời của họ không có bố thí cho ai được một đồng nào đó. Nhưng mà họ nói đau to búa lớn, nói dữ lắm. Nhưng mà cái việc mà thực hành thì không bao giờ họ thực hành. Đó. Thành ra quý vị thấy đối với những người đó thì thôi, mình nên tránh xa là nó tốt hơn. À, còn cái chuyện mà họ nói gì nói, mình đừng có phê phán rồi là bắt đầu sanh thêm những cái điều quan trái. À, cho nên là chúng ta phải phân biệt những cái nào của người khác hay tốt để mà mình học hỏi, mình thực hành theo. Còn những cái điều mà họ xấu, họ cống cao ngã mạn tự kiêu căng, thì mình thấy đó để mà mình sửa đổi chính mình, mình tránh xa. Cho nên người ta nói là thật sự ra đó, đi trên đường ba người thì hai người đều là thầy của mình hết. Một người hay, có cái hay, cái tốt mình sẽ học hỏi ở cái người này. Người kia có những cái khuyết điểm, những cái sai lầm, những cái lỗi lầm nào đó mình thấy, để mình đừng có phê phán người ta, mà mình quay lại phản tỉnh, mình nhìn chính mình để mình sửa đổi lấy mình. Và mình nhớ mình phải sửa đổi phòng hộ, để từ đó mình đừng có bao giờ mà lâm dấp phạm vào những cái lỗi lầm đó. Đúng không? Cuộc đời thì ai không có lỗi lầm. Nhưng mà đừng bao giờ mình lặp đi lặp lại một cái lỗi lầm đó nhiều lần. Thành ra đó, bây giờ mình biết cái đó là sai lầm, lỗi lầm, để mình sửa. Và từ đó về sau mình sẽ ráng mình tránh. Chứ đừng có mình chấp thủ. Ôi kệ lắm, cái lỗi nhỏ xíu mà nhầm gì. Tôi thấy cái thằng kia nó lỗi còn bự hơn tôi nữa, đâu sao đâu. Thì nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng bảo thủ, chấp thủ như vậy để che đậy những cái lỗi lầm của mình, thì mình sẽ không có tiến bộ. Thì chúng ta phải thấy được cái nào là cái tốt, cái nào là cái xấu ở chính thân mình và cũng như những người khác. Với những cái hay, cái tốt của mình thì mình phát huy, với những cái lỗi lầm, khuyết điểm thì mình phải sửa đổi. Còn với cái hay, cái tốt của người khác thì mình sẽ học hỏi, mình thực hành theo để chuyển hóa, để sửa đổi chính mình. Còn cái lỗi lầm của người khác thì mình xem xét để mình rút tỉa kinh nghiệm chính bản thân, chứ mình đừng có phê phán, chê trách người ta. Mai mốt người ta biết đâu chừng người ta sửa đổi thì người ta sẽ tốt đẹp hơn. Không ai mà mãi mãi xấu, mà cũng không ai mãi mãi tốt. Còn phàm nhân là còn khuyết điểm. Chúng ta cũng biết với chính bản thân, và chúng ta cũng biết với xung quanh mọi người, thì sẽ đem đến một cái đời sống an vui chính mình và những người xung quanh. Dạ, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh và cô Hồng Thị Kim Nhung, và chúc các cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân sư đã giảng giải cái thắc mắc của con và cô Kim Nhung. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ, mời, hoặc là mời những câu hỏi để sư hồi tha thú bằng tay của Quỳnh. Bài mời Quỳnh nha.
Dạ, con xin kính chào sư, con xin chào đạo tràng. Con có một câu hỏi mà con không nghe bài của sư giảng hết, nhưng mà có một cái ý là nói là nhiều nhiều người không có thấy được cái phần xấu của mình để mà sửa đổi. Thưa sư, con có người rất là thân với con, rất là gần với con mà người đó có những cái điểm như vậy, thì sư có thể chỉ cho con làm sao để mà giúp họ thấy được những cái điểm đó không sư? Con cảm ơn sư. Con xuống máy. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Và cái điều này đó nó rất là khó. Cái người này họ phải học hỏi rồi tự phản tỉnh xem xét lại, à thì họ mới thấy để họ sửa đổi thôi. Chứ còn có đôi lúc á, mình vì mình muốn cho người ta tốt đẹp, à mình muốn cho người ta sửa đổi, nhưng mà cái người họ không có cái tâm mà để sửa đổi, khắc phục những cái lỗi lầm á, thì họ không có chấp nhận đâu, mà nó còn phản tác dụng ngược lại nữa. À cho nên á, là cái điều này á, Đức Phật nói sao, chính mình phải làm, à thì mới được, chính mình phải thấy, chính mình phải sửa đổi thì mới được, chứ không ai mà sửa đổi được hết á. À khi mà mình giúp họ là họ còn nói mình nói xấu, bôi nhọ rồi này kia nọ, rồi nó sanh ra cái điều quan trái mất công lắm. Thành ra đó, thôi cứ để đó, từ từ rồi họ nhận thức, họ sửa đổi lấy. Ví dụ như cái người mà có cái tâm mà hướng thiện, à, họ muốn lắng nghe, à, họ nhờ mình góp ý, à, thì mình mới nói được. À, mình nói mình chỉ thôi, còn cái chuyện mà họ muốn sửa đổi không sửa đổi là quyền của họ, phải không? Giống như bây giờ có cái vết thương, à cái mụn nhọt đó, nếu mà bây giờ á người ta nhờ mình à rửa ráy bôi thuốc, à người ta nhờ mình á nặng bỏ cái mưng mủ cái chất độc ở ngay cái vết thương đó thì mình mới làm, chứ mình đừng thấy gì cái người ta thấy tội nghiệp á, người ta đang đau đớn hành hạ mình lại mình an thù vô mình nặng cái mụn nhọt của nó quấn mình chạy không kịp, phải không? Hả? Có người hiểu biết thì người ta biết bây giờ phải chịu đau để nặng, để lấy những cái mũ máu chất độc ở cái vết thương đó, thì rồi rửa ráy sạch sẽ băng bó lại thì nó sẽ hết đau. Còn có người hết chịu, à cái vết thương của tao kệ tao, mày đừng đụng vô nó đau lắm, tao chịu không nổi. Thành ra thôi với những người đó mình tránh xa, à còn những người nào họ muốn mình giúp à thì mình giúp, chứ còn cái vấn đề mà mình lăn xăng mình lại mình chỉ dẫn mình ấy á, nguy hiểm vô cùng. À, với cái người mà họ có cái tâm à, cầu tiến hướng thiện à, thì mình sẽ chỉ, còn với những cái người mà bảo thủ à, chấp thủ à, thì thôi mình tránh xa là chắc ăn. Dạ xin giải đáp cái thắc mắc và dạ, chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy huynh bài đã tri ân sư, Thiên Vũ cũng tri ân sư, Tâm Hạnh hình như cũng là tri ân sư, con cũng tri ân sư luôn. Nghe với câu hỏi của huynh bài, dạ, gặp mà con cũng gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Dạ co đầu rút cổ chắc ăn hơn. Dạ không
ấy là chúng quánh phù mỏ luôn, chịu không nổi luôn đó Quỳnh Bài ơi. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bạn tại quý vị có thể lên có những câu hỏi để sư giải thích Nhật Quỳnh học giống như Quỳnh Bài vậy đó. Dạ, cô tôi nữ Tây Duyên. Tôi nghĩ Duyên đâu rồi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô thì Duyên này có nhiều thắc mắc lắm nè. Alo, alo, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ông mất tiêu rồi. Rồi, vô treo nít ở đây, treo áo ở đây, đi mất tiêu rồi. Dạ, Kim Nhung có câu hỏi không? Quỳnh sân suốt á, lâu lâu Nhật Quỳnh mới thấy vô trong cái đạo Phật giáo Nam Truyền. Nhật Quỳnh thấy Quỳnh ở bên trong lớp học của Thá Thâm Má đó. Ngày nào Quỳnh cũng có vô hết. Dạ chưa câu hỏi à, ngày nào Quỳnh cũng vô hết à, mà lâu lâu à, Quỳnh mới vào đây à, Quỳnh à, có thể cầm mic không? Dạ có thể cầm mic à, đặt câu hỏi với thượng tọa phát thanh không à, Quỳnh sân suốt. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Lâu lâu mới Quỳnh mới vào đạo tràng này à, Quỳnh cho đạo tràng à, được những cái câu hỏi để mà nhất là Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh học. Dạ được không Quỳnh? Quỳnh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Rồi, Kim Nhung không có câu hỏi. Cô Tuệ Duyên thì chưa thấy xuất hiện. Quỳnh sân suốt thì cũng êm ru. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có trước máy không Thanh Thủy? Xích Kim. Dạ, có gì nào có câu hỏi không? Cho một tín hiệu Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Dạ, con không thấy ai có câu hỏi hết. Con hỏi. Dạ, Thế Tôn có nói là những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe thôi, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ. Dạ, do cái câu hỏi này, Bạch Sư, Sư chỉ dạy cho con. Ví dụ, như con biết cái vụ, con biết cái người đó đi. À, người ta nói thì nhiều lắm. Nhưng mà người ta làm không có được bao nhiêu, nhưng mà cái chuyện người ta làm được bao nhiêu thì kệ người ta, mình không thành vấn đề. Nhưng mà ý là mình làm sao để mình tránh cái đường đó đó bà sư, mình làm sao mình dạy mình như thế nào để mình tránh là mình làm ít mà mình nói nhiều, hoặc là mình không có làm mình nói có làm, hoặc là mình cứ nhìn người ta mà mình chê bai giống như lúc nãy sư dạy vậy đó. Thì bản thân mình phải tu tập như thế nào để mình tránh được những cái con đường đó đó bà sư. Dạ con kính nhân mít đến sư, làm gì người mình là người phàm, con là người phàm nên là có thể dướng dắt, không thể nào nói mình tốt được. Dạ xin sư chỉ dạy cho con để con biết đường con tu tập ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sư có trả lời đạo tràng chưa? Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ con kính nhân mít đến sư. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ga Giá. Dạ kính lễ chư công đức và kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Thì mình nhìn cái đối tượng á, nó là cái tấm gương. À, cái tấm gương để mình thấy, thấy không? Nhưng mà có những lúc à, người ta nhìn cái vết lọ đó nó ở trên mặt mình mà người ta không biết, người ta cứ đi lau cái tấm gương hoài mà người ta không chịu đi rửa mặt. À, người ta không chịu rửa cái vết bẩn, vết lọ ở trên mặt mình. À, thành ra mình phải biết à, khi mà cái tấm gương nó phản chiếu ra, nếu mà cái hình ảnh nó méo mó thì tại vì cái tấm gương nó bị bẩn, hay là cái mặt mình nó bị bẩn, à mình phải xem xét. À, nếu là cái gương nó bị bẩn thì mình phải lau cái gương. À, còn nếu mà cái mặt mình á mà bị bẩn thì mình phải đi rửa mặt.
Thì nó vậy đó. Nhưng mà đó, cái lỗi lầm của cái người đó đó, mình thấy được, rồi mình phải quay lại mình nhìn coi mình có giống không, để mình sửa. Mà cái điều này là phải phải tự mình thấy. Đức Phật nói á, điều mẹ cha thân bằng quyến thuộc không làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được tốt đẹp hơn. Chính mình phải cải chánh cái lỗi lầm này, những cái sai lầm, những cái suy nghĩ tà dại, là mình phải biết để mình diệt, chứ không có ai mà làm được cái việc này thay thế cho mình nữa. Đức Phật ngài chỉ bày cái phương cách, thấy không? Bây giờ quý vị bệnh thì quý vị phải uống thuốc mới hết bệnh. Ông thầy thuốc ông giỏi thiệt, ông tìm ra cái phương thuốc rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà bây giờ mình không chịu uống thuốc, thấy không? Mình bảo thủ, mình nói thôi, trời ơi, uống thuốc thì mình đắng thấy bà, thuốc gì lần uống cả tô sao mà uống nổi, thấy không? Mình không chịu uống, rồi làm sao mà hết bệnh? Nhưng mà mình quay lại mới, ôi trời ơi, ông tôi đi hút thuốc ông đó 5-7 tháng mà tôi không hết bệnh gì trơn. Vậy mà nói cái ông đó giỏi, ông đó nói ông đó là danh tiếng hay thế này thế kia, là thần y. Trời ơi, người ta đưa thuốc về, người ta biểu mình phải bỏ vô cái nồi 3 chén, sắt còn lại 1 chén, rồi phải uống liên tục trong vòng 7 ngày. Mình uống có 1 lần, rồi mình ngán, mình sợ, mình không chịu uống nữa. Rồi mình quay lại, mình nói thầy dở, thuốc dở. Thành ra đó, Đức Phật chỉ dạy cho mình những cái phương cách, những cái phương thuốc. Mình phải chịu cực, mình phải thực hành, rồi mình phải thấy được để mình sửa đổi, mình mới chuyển hóa, phải không? Thì mình mới được tốt đẹp. Chứ còn cái này là không có ai làm thế cho mình được hết rồi. Cho nên là mình phải hiểu như vậy. Thì chúng ta sửa đổi mỗi ngày một chút, sửa đổi mỗi ngày một chút, thì lần lần á nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Giống như bây giờ cái người thợ điêu khắc, người ta muốn có được một cái tác phẩm đẹp, thì sau khi người ta làm rồi đó, người ta phải ngắm nghía lại coi những cái chỗ nào mà chưa được, phải gọt bớt, như thế nào thế nào, những cái chỗ nào cần phải bổ khuyết hơn, thì lần hồi cái tác phẩm nó sẽ được hoàn thiện. Thì cũng vậy, mỗi ngày mình sửa đổi một chút, mỗi ngày mình tự xem xét phản tỉnh một chút. Có nhiều khi người ta nói mình phải xem xét lại, nếu những cái điều nào mà thật sự mình có thì mình sửa, còn những cái điều nào mà họ nói nhưng mà mình xét thấy mình không có thì thôi, đừng có lên tiếng rồi đôi co rồi thế này thế khác kia nọ thì nó mất công. Kệ. Bây giờ nếu thật sự mình có những cái khuyết điểm đó thì mình sửa, còn không thôi. Vậy đó. Thì lần thôi mình sẽ được tốt đẹp hơn. Chứ còn bây giờ mà đôi co rồi tranh hơn tranh thua rồi này kia nọ thì phiền não nó càng chồng chất phiền não thêm nhiều mà thôi. Thì lần hồi chúng ta tự quay lại nhìn chính mình, phản tỉnh xem xét thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, để sửa đổi, chuyển hóa mỗi ngày nó sẽ được tốt đẹp hơn. Và xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính lãnh lễ. Dạ, con thấy Thiên Vũ cũng tri ân sư. Dạ, có lẽ đạo tràng cũng hoan hỷ với lời giảng dạy của ngài. Dạ, ồ, thấy Kim Nhung cũng tri ân sư nữa nè. Dạ, nào bây giờ Kim Nhung có câu hỏi không? Hoặc là cô Tự Duyên có trở lại máy chưa? Dạ, hai xích kim. À, Thanh Thủy hay quá. Mời Thanh Thủy nghe, nãy giờ vô ngồi em xuống. À, dạ, kính cảm ơn sư Nhật Huỳnh. Dạ, con Thanh Thủy. Con kính lễ chư công đức tăng ni. Kính chào quý đạo. Con kính lễ đại pháp thanh. Con học cái bài kinh. Ê, con thấy cái bài kinh này mà có hai chữ. Có hai chữ con không có biết. Con không có hiểu nó nói cái gì nữa, đại sư. Để con post lại bốn cái đoạn này, và sư mong sư quan hỷ sư giải thích con ha. À, mong đạo tràng chờ một chút xíu ha, quan hỷ nha, để con ấy rồi. Dạ, có nghĩa là trong trong bốn đoạn này, tức là cái kinh này á, là kiểu kinh mãn nguyện gì đó, xong rồi á, trong con đọc á, nó trong cái đó bốn cái đoạn này á, thì con hiểu, nhưng mà có cái chữ của cái đoạn ba này con không có hiểu, nhưng mà con cũng phải post hết cho bốn khúc bốn cái đoạn này, xong rồi sư đọc sư 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 quan hệ giải thích giùm con. Cái chữ cái đoạn thứ ba có cái chữ là tư lường, con không hiểu là tư lường là cái gì nữa. Và con kính thỉnh sư ha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và thì cái chữ tư lường, tức là cái sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ. Nhưng mà cái suy nghĩ này đó thì quý vị thấy rằng nó có hai cái suy nghĩ chân chánh. Hay là cái suy nghĩ không có chân chánh đó. Bây giờ nếu mà mình biết đó, thì mình suy nghĩ những điều chân chánh là những điều gì, những điều gì làm lợi mình, lợi người, lợi cả hai, là những cái suy tư, những cái tư lường chân chánh. Còn những người á mà họ bị phiền não chi phối, cho nên á họ nghĩ họ làm những cái việc này lợi ích cho chính bản thân họ, lợi ích cho gia đình, cho dòng tộc, cho họ, nhưng mà họ không thấy làm cái điều này á là cái bất thiện,
gây cái hậu quả tai hại khổ đau cho người khác. Nhưng mà họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, họ không có thấy cái hậu quả lâu dài. Cho nên á, là cái tư lượng ở đây á, mình phải thấy xa. Đây là nhân, đây là quả nè. Nhân này nó sẽ đem đến cái quả gì? Bây giờ á, mình được an vui, an ổn, mình phải tư lượng xem xét lại, là mình do mình gieo được những cái nhân tốt nào. Bây giờ đó, mình phải gánh lấy tai ương, bệnh tật, khổ đau. Là mình xem xét, mình tư lượng lại là do mình đã gieo những cái gì mà cái quả hiện tại này nó cho như vậy. Cho nên á, mình phải hiểu biết nhân sẽ đem đến quả. Rồi mình phải tư lượng phản tỉnh quả này từ đâu mà đến, cái nhân nó ở chỗ nào. Dạ đúng rồi, là suy nghĩ đó. Mình phản tỉnh, mình xem xét lại, mình suy nghĩ lại. Thành ra là trong kinh có nhiều khi có những cái danh từ Hán Việt ấy, mình hơi khó hiểu một chút. Thành ra đó, là như vậy đó. Mình phải suy tư, mình lường. Mình lường, ước lượng. Rồi mình xem xét để mình biết được cái nhân nó sẽ cho quả. Nhân thiện thì nó sẽ cho quả lành. Mà khi mình hưởng quả lành á, thì phải tư lượng, mình suy nghĩ, mình xem xét lại. Mình biết là nhờ mình đã gieo trồng những cái nhân tốt. Cho nên bây giờ mình mới hưởng được cái quả lành này. Nhờ hồi đó tôi gieo cái hạt giống tốt, gieo cây mít chẳng hạn, cho nên bây giờ tôi có cái quả ngọt, phải không? Còn hồi đó tại tôi trồng cái hột giống khổ qua, hột ớt, thì bây giờ á nó cho cái giống đắng, giống cay. Thành ra đó, nhân đưa đến quả. Bây giờ tôi muốn ăn cái gà mướp, nhưng mà giờ không có mướp mà ăn toàn là khổ qua không, thấy không? Anh biết tại hồi đó mình gieo khổ qua thì bây giờ mình phải ăn khổ qua. Thôi mình biết rồi, mai mốt á mình đừng trồng khổ qua nữa, mình trồng mướp, trồng bầu thì mình sẽ có cái quả ngọt mình ăn đó. Thành ra đó, mình phải tư lường tránh những cái điều gì làm lợi mình mà hại người, không nên làm. Rồi làm những điều nào mà hại mình, hại người là càng không nên làm. Làm điều nào lợi mình, lợi người thì cố gắng làm. Làm những điều nào mà có lợi cho mình mà không hại ai thì cũng được, cũng làm được. Thành ra đó, khi mà chúng ta trước khi làm, trước khi nói, chúng ta phải tư lực, xem xét, phản tỉnh, suy nghĩ trở lại, coi cái điều này nó có đem đến lợi mình, lợi người hay không. Nếu mà đem đến lợi mình, lợi người thì mình sẽ làm, sẽ thực hành. Còn mà nếu mà thấy có lợi cho mình mà hại người là không nên làm, mà hại mình mà hại người thì càng phải tránh xa, càng phải triệt để diệt trừ, không nên làm. Xin giải thích cái thắc mắc của Thanh Thị Trần. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ kính thưa Sư, Sư cho con hỏi một câu, tại con mới vào á Sư. Sư cho con hỏi một câu ngoài đời được không ạ? Dạ con kính tri ân Sư rất là nhiều. Dạ con không biết Sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con kính xin Sư cho con dấu tín hiệu ạ. Dạ sa thú, con kính tri ân Sư. Dạ thưa Sư, con có cái thắc mắc là Sư, khi mà mình con học trong cái bản Vi Diệu Pháp đó Sư, thì ở trong trọng nó nói là có 19 tâm tái tục, làm việc tái tục, hộ kiếp và tử. Thì là 19 tâm đó đó là tâm quả, và còn lại là hai tâm quan sát thọ hỷ. Dạ nhưng mà con có thắc mắc ở đây là khi cái tâm quan sát đó Sư, là mình có ba tâm lận, rồi còn một cái tâm thọ hỷ nữa. Ủa hai tâm quan sát thọ xả. Dạ nhưng mà còn một cái tâm thọ hỷ nữa. Tại sao hai cái tâm kia thì nó làm cái việc tái tử, tái sanh và hậu kiếp, nhưng mà cái tâm hỷ nó lại không có trong đó ạ. Dạ con kính dâng mức lại cho sư con kính mong sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn sư và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con hỏi câu không có trong đề tài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Trời ơi, cô Nguyên Trang thiệt tình. Cái này thì phải hỏi mấy vị mà thông suốt về Vi Diệu Pháp luôn. Còn sư thì nói chung là Vi Diệu Pháp thì sư cũng biết, nhưng mà nó không có không phải là rành lắm, thông suốt lắm, không? Thì tự nhiên cô hỏi tập ngang, bây giờ sư cũng có cái tài liệu ở đây mà sư trả lời. Thì cái quan sát đó, nếu mà nó mà là thiện á, thì nó sẽ là thọ hỷ. Thì nếu mà cái người mà cái tâm quan sát thọ hỷ thì sẽ dẫn dắt vào những cảnh giới tốt đẹp. Nếu mà trong cái thời bình nhật thì thấy những cái cảnh tốt. Còn nếu mà tâm thọ xả thì có đôi khi nó đi đến những cái cảnh giới nó không tốt đẹp, hoặc là thấy những cái cảnh trong thời bình nhật thì thấy những cảnh xấu, những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng. Thì sư nhớ loáng thoáng nó vậy, không biết đúng không. Còn 19 tâm này nè, 19 tâm này đó, nó làm ba nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ á, khi mà chấm dứt cái đời sống hiện tại thì nó có nhiệm vụ nó làm dẫn dắt tái sanh vào một cái đời sống mới, gọi là tái tục. Thì sau khi mình làm cái nhiệm vụ mà nối giữa cái kiếp sống hiện tại và cái kiếp sống mới đó, thì ngay đó là nó làm xong cái nhiệm vụ tái tục, nó trở lại cái nhiệm vụ là cái dòng phá răng gá, hậu kiếp. Từ cái lúc mà tái tục xong thì nó gìn giữ cái kiếp sống này dài cho đến khi cái tâm tử nó sinh khởi. Thì lúc đó cái tự tâm tử nó có cái nhiệm vụ là cắt đứt cái đời sống cũ để chuyển sang một cái đời sống mới. Thành ra đó cũng là 19 tâm này, nhưng mà nó ở mỗi cái giai đoạn, mỗi thời điểm thì nó làm cái nhiệm vụ khác nhau. Đấy không? Bây giờ đó cũng là cái anh A này,
Nhưng mà hồi đó đó là ảnh còn nhỏ đi học, à, thì ảnh làm cái nhiệm vụ là đi học, cho nên gọi là học trò hay là sinh viên. À, rồi sau khi ảnh học xong, ảnh lấy bằng cấp gì đó, bây giờ ảnh làm cái nhiệm vụ là thầy giáo, à, là thầy giáo để dạy học trò. Thấy không? Cũng là anh A này, nhưng mà hồi đó ảnh còn nhỏ, ảnh là cái nhiệm vụ ảnh đi học. Rồi bây giờ á, tới cái nhiệm vụ kế tiếp của ảnh á, là làm thầy giáo, à, để dạy mấy đứa nhỏ. Thấy không? Nhưng mà một thời gian đó, à, do cái khả năng điều kiện của ảnh á, người ta thấy tốt, bây giờ người ta đặt ảnh ở một cái cương vị á, cao hơn, là làm hiệu trưởng ở một ngôi trường. À, thì hồi đó anh là học trò, anh làm thầy giáo, nhưng mà bây giờ anh làm hiệu trưởng. À, thì hiệu trưởng này nó không có chức năng mà trực tiếp dạy học trò, nhưng mà cũng ở trong trường học, à, mà quản lý mấy ông thầy, rồi có khi là hướng dẫn cho mấy ông thầy có những cái kinh nghiệm để giảng dạy nữa. À, thành ra đó mình hiểu vậy, à, mỗi một cái giai đoạn thì nó là mỗi cái nhiệm vụ khác nhau, mà nhưng cũng là những cái anh này, thấy không? Là như vậy đó. Thành ra sư thì cô Nguyên Trang thì lâu lâu cũng làm khó sư ha, à, lâu lâu hỏi bất ngờ quá, tính thử thử hả gì á nha. À, thôi chúc cô nhiều sức khỏe an vui ha. Thầy cô coi lại nha, tại vì cô hỏi bất ngờ, sư đang giảng mà tương ưng bộ kinh mà cô hỏi câu hỏi gì diệu pháp mà. Chơi tính thử thử sức sư hỏi gì ha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thà giá. À, dạ sa thú con kính tri ân sư. À, con không dám đâu sư. Tại vì con hồi lúc trước không nghĩ ra, tự nhiên mấy bữa rồi con đọc cái con nghĩ ra, nó thấy lạ, nên con thắc mắc, nên con vào con thấy, nên con chạy vô con thấy sư, nên con hỏi luôn. À, trời, con không dám luôn sư. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư đã chỉ dạy cho con. Dạ, con xin xuống mít. À, dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con sám hối là con hỏi câu hỏi ngoài đề. À, dạ, con kính cảm ơn. Thay đổi chương trình. Chứ nói vậy chứ chứ cũng biết hết, đừng lo Nguyên Trang. À, chứ kinh nhường thôi. Chứ để cho những vị thầy di diệu pháp không phải phàn nàn tại sao mà chứ lấn sân. Chứ không có đâu. Dạ, mà sư đừng chứ ăn vui đi bạch sư, tại vì chúng con á, nhớ tới đâu thì hỏi tới đó thôi, chứ Nguyên Trang hoặc con hoặc là những vị trong đạo tràng không ai dám thử sư đâu. Dạ, dạ cũng không nhá, dạ không có dám để những vị khác phiền sư đâu, nhưng mà nhớ tới đâu thì làm tới đó thôi bạch sư. À, mời Nguyễn Trang nha. Dạ, con một lần nữa con kính đảnh lễ với sư, kính chào đạo tràng. Dạ sư ơi, cái này con nói thiệt sư nha, là con chạy vô con kiếm sư con hỏi, con không biết cái này là trốn đằng sau lưng hỏi đó sư. À, chứ không phải là con tại vì con không con đột xuất con vô con hỏi sư, chứ con không có hỏi mấy ngày kia. À, nên con xin sám hối, cái này là trốn đó sư, trốn vô hỏi. Dạ, không muốn ai biết đó sư. Dạ, con xin sám hối. À, dạ Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, dạ bây giờ thì con thấy có cô tu nữ Trệ Duyên có câu hỏi, nhưng mà có bàn tay của Kim Nhung nữa. Kim Nhung quan hỷ nha, cho Nhật Quỳnh hỏi cái câu hỏi của cô Trệ Duyên. Không biết hôm nay cô đường nét và là cái chỗ cô như thế nào đó, có vấn đề gì nên cô post lên, cô nhờ Nhật Quỳnh hỏi. Kim Nhung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh hỏi câu của cô Trệ Duyên rồi tiếp tục mời bằng tay của Kim Nhung nha. Dạ, dạ bạch ngài, thí dụ người không
Dạ không biết phải là Tư Lương không cô Tuệ Duyên, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ cho Nhật Quỳnh tín hiệu Tư Lương hay là Tu Lương. Dạ theo Nhật Quỳnh hiểu thì chắc là Tư Lương, giống như câu hỏi của Thanh Thủy hồi nãy phải không cô? Alo alo cô Tuệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, con cứ đọc lại nha. Rồi con thấy rồi. Dạ bạch ngài, thí dụ vậy người không có tư lương và người có tư lương tại sao họ là bạn với nhau? Nam mô Bích Thai giá và con kính nhân mít đến thượng tọa pháp thanh ạ. Nam mô Bích Thai giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Thì trong cái đời sống á, có nhiều khi người ta làm bạn với nhau ở một cái khía cạnh nào đó, không? Bây giờ hai người làm bạn với nhau, nhưng mà có nhiều khi một người thì có cái sự niệm tuệ nó tốt đẹp, mà còn một cái người kia thì hơi dễ vui. Nhưng mà bây giờ không phải là bây giờ mình tu tập rồi mình cứ lựa nha, chơi với những người nào mà có cái niệm cái tuệ tốt mà mình xa lánh cái người mà dễ vui, thấy không? Thành ra đó trong hình học nó nói là hai đường thẳng phải có một cái điểm giao nhau. Thì trong đời sống đó, chúng ta có nhiều khi chúng ta làm bạn với người đó không phải là hoàn toàn giống nhau hết về mọi khía cạnh. Cái anh thợ hồ, anh thợ mộc, trong cái công việc có nhiều khi á, xây nhà rồi gắn cửa gắn nẻo rồi phải có trao đổi rồi với nhau. Nhưng mà cái công việc của anh thợ hồ là anh thợ hồ, còn cái anh thợ mộc là anh thợ mộc. Thì cái vấn đề mà cái suy tư, cái tư lường tư lương đó là cái suy nghĩ. Cái công việc của anh thợ hồ là ảnh phải suy nghĩ theo cái công việc của ảnh, còn cái anh mà thợ mộc á thì ảnh có cái suy tư, ảnh tư lương tư lường theo cái công việc của ảnh, phải lấy cái mực như thế nào, phải vô cái góc cạnh nó vuông góc như thế nào thế nào. Bây giờ anh thợ hồ ảnh có cái suy tư cái công việc của ảnh, ảnh làm công việc của ảnh, còn cái anh thợ mộc á, nếu mà giờ ảnh không có tư lường suy tư về cái công việc của ảnh thì ảnh thất bại, ảnh chịu chứ. Ảnh học đâu, anh thợ hồ đâu dính dáng gì, phải không? Hả? Cái chuyện hai người làm bạn này nó không dính dáng gì cái suy tư cái việc làm của người này người kia. Họ chỉ làm bạn trao đổi trên vấn đề cái xã giao, cái công việc hàng ngày, đúng không? Vậy thôi. Còn cái suy tư của mỗi người đó thì sẽ theo dựa theo công việc của mình suy tư tư lương. Từ nông dân suy tư bữa nay là trời mưa, bây giờ mình phải làm những cái công việc gì phù hợp. Mình đem phân ra mình rải, mình làm những cái công việc gì phù hợp với trời mưa, còn bây giờ trời nắng thì mình đem giống đem thóc đồ ra mình phơi, không? Mình suy tư theo cái công việc của mình làm. Còn cái anh kia đó là cái người buôn bán thì anh suy tư theo cái bây giờ mùa mưa thì mình bán những cái gì cho nó phù hợp,
trời nắng mình bán những cái món hàng nào nó phù hợp, đúng không? Còn nếu mà ảnh không có suy tư về cái công việc của mình á, thì ảnh bị thất bại thì ảnh chịu. Chứ anh nông dân á, ảnh làm bạn với cái người thương buôn này đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đó, thành ra đó, mình người tu thì phải có cái niệm mà ghi nhận, hiểu biết, trí tuệ đầy đủ. Nhưng mà không lẽ bây giờ á, mình cứ châm bẩm vô rồi mình gặp người nhau mình không chào, mình không hỏi han. Cho nên á, làm bạn với nhau trên cái bình diện xã giao, chào hỏi với nhau là cái chuyện bình thường. Còn cái chuyện mà tư lường suy tư, phẩm tỉnh xem xét thì mỗi người tự làm, mà nó không ảnh hưởng gì cái trên cái đời sống, cái xã giao chào hỏi nhau hết. Cái chuyện mà mình chào hỏi, mình có cái niệm ghi nhận hay biết đầy đủ thì mình chào nhau một cái, mỉm cười nhau một cái, thấy không? Ở xứ các nước mà châu Âu, châu Mỹ gặp nhau, sáng gặp nhau là good morning, đó, nói chuyện bình thường. Còn cái người kia đó trả lời lại, có niệm hay là có không có niệm, có tư lương không có lương là cái chuyện của người ta. Đó, thành ra đó mình làm bạn trên cái khía cạnh xã giao, chào hỏi nhau thì thôi. Nhưng mà cái chuyện mà thẳng tỉnh xem xét thì của mỗi người, nó không ảnh hưởng gì tới. Nếu người này có niệm có tuệ đầy đủ thì mình sẽ làm bạn với nhau để nương tựa lẫn nhau. Còn cái người này mình chào hỏi người này mà người này dễ ui rồi nói chuyện tin tức thời sự, năm chuyện trên trời dưới biển thì thôi, mình cười mình tránh né cho rồi đó, thì vậy thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ á mình cứ khư khư người mà họ bình thường mình tránh né người ta, cái người ta nói sao không, trời bây giờ mới đi tu mấy ngày giờ làm bộ làm tịch, làm ra vẻ cao thượng, không thèm nói chuyện với mình, không thèm chào hỏi đâu mình thì kia, thấy không? Nó cũng khó. Thành ra đó, chúng ta làm bạn là trên cái khía cạnh thí dụ và mình chào hỏi xã giao, cái chuyện bình thường. Trong tâm mình có niệm có tuệ, có sự suy tư hiểu biết đầy đủ thì tốt. Còn với người kia họ không có, họ dễ vui ấy thì thôi, mình chỉ chào hỏi nhau vậy được rồi. Chứ còn mình đừng có đi theo họ mình bàn luận thế sự trên trời dưới biển, ba cái chuyện phù phiếm nó không có lợi ích thì thôi, mình tránh né. Chúc cô Tề Duyên nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, con thưa sư, cũng gần hết giờ rồi, con cũng đi vào câu hỏi con luôn. Là như con kính tri ân sư, là ngày hôm nay sư đã giảng dạy cho con, trước hết là cho bản thân con một bài học rất là thực tế. Con kính tri ân sư. Giờ con có một cái như thế này, khi mà trong cuộc sống mà mình có một cái sai lầm, mình phạm một cái sai lầm gì đó, sau rồi đó mình ngồi thiền, thì trong cái khi mà mình tu tập thiền á, thì cái sai lầm cái đó nó trạo trở lại, thì lúc đó mình có nên là
mình nói ở cái đó là cái suy nghĩ để mình cắt ngang, hay là mình lại cho ra một luồng suy nghĩ tiếp tục là mình phải như thế nào, mình phải xin lỗi, mình phải xử lý cái tình huống đó như thế nào. Dạ con còn cái vướng mắc đó, con xin sư hoan hỷ chỉ giúp con kính tri ân sư. Dạ con xuống mic ạ. Nam mô Phật Tha cha. Dạ sư không cảm ứng được phải không bạch sư? Sư có nghe được âm thanh con không? Dạ thấy sư chớp chớp cái